Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Creta nhé, dòng xe thuộc phân khúc crossover gầm cao 5 chỗ, cực kỳ ăn khách của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10 của năm 2023 rồi, em xin phép được đi vào gửi tới cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất của dòng xe Hyundai Creta này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu dòng xe Hyundai Creta có thể nắm được. Dòng xe Hyundai Creta thì có 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, là bao gồm phiên bản 1.5 xăng tiêu chuẩn, 1.5 xăng đặc biệt và 1.5 xăng cao cấp anh em ạ. Với cái mức độ cạnh tranh ở trên thị trường thì dòng xe Hyundai Creta này đang cạnh tranh cực kỳ thảm khốc với những cái đối thủ, ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Kia Seltos, cạnh tranh với chiếc xe Toyota Corolla Cross, hay là cạnh tranh với chiếc xe Honda HR-V, đúng không ạ? Nhưng ở trong cùng tầm tiền thì cái dòng xe Hyundai Creta này có cái tổng lăn bánh cũng chỉ xem với chiếc xe Toyota Vios thôi, hay là với chiếc xe Honda City thôi, đúng không ạ? Vậy chi tiết lăn bánh như thế nào thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ cho anh em. Đầu tiên đó là cái phiên bản 1.5 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 640 triệu. Với cái mức ưu đãi vô cùng đặc biệt của đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 50 triệu. Tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình anh em nhé. Và cái mức giảm tiền mặt này lên đến gần 200% lệ phí trước bạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 647 triệu. Trả góp thì đang là 146 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 642 triệu. Trả góp thì đang là 140 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 624 triệu. Trả góp thì đang là 122 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Đó. Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em nên cân nhắc đặt cọc sớm để hưởng cái chính sách tốt. Và bên em đang cũng rất là nhiều xe, sẵn xe giao ngay để cho anh em có thể là lấy ngay ở cái thời điểm em đang chia sẻ anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản 1.5 xăng đặc biệt. Bản này đang có mức giá là 690 triệu. Với cái mức ưu đãi của đại lý bên em thì đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em lên đến 150% lệ phí trước bạ anh em nhé. Cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 699 triệu. Trả góp thì đang là 157 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 693 triệu. Trả góp thì đang là 151 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 675 triệu, trả góp thì đang là 133 triệu. Với cái bản 1.5 xăng đặc biệt này thì bên em đang giảm đang rất là sâu rồi. Anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá, với cái tổng lăn bánh em đang chia sẻ thì gọi ngay cho em đi, để em sẽ gửi bảng tính lăn bánh chi tiết nhất để gửi tới anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản 1.5 xăng cao cấp. Bản này thì đang có mức giá là 740 triệu. Với cái mức ưu đãi của đại lý bên em thì đang giảm 100% lệ phí trước bạ cho anh em luôn, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 756 triệu. Trả góp thì đang là 170 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 749 triệu. Trả góp thì đang là 162 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 731 triệu.
trả góp thì đang là 144 triệu. Với cái bản xăng cao cấp này thì bên em vô cùng nhiều xe luôn. Và cái chính sách giá bán vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, anh em nhé. Đó, coi như là anh em cứ cảm thấy phù hợp đã thì anh em vẫn gọi cho em. Tại vì là bên em thường bán dưới chính sách cực kỳ sâu, nên là với cái chính sách này thì vẫn còn linh động và sẽ hỗ trợ cho những anh em phải thực sự thiện chí gọi điện cho em, anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh ngay để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em thường xuyên sẽ chia sẻ nhanh tới anh em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.